Ăn tuột này. Mời cả nhà ăn. Chào cả nhà. Hôm nay Đạt có làm một món là chuột ướp sả tế nướng nha cả nhà. Đây, chuột của Đạt đây. Giờ mình mời cả nhà nha, để mình tiến hành mình nướng nha cả nhà. Mấy bát hương. Sớm giờ mình cũng đã nướng xong rồi cả nhà. Giờ mời cả nhà ăn cơm nha. Đây là cái chén nước chấm mình. Mời cái nhà ăn cơm nha. Cơm chuột nướng nha. Mời cái nhà. Ngon cái nhà. Chuột ít cả tới ngon. Đây là ống súng này nha. Đi quay có một mình là khó quay lắm ở nhà, mà không cảm à. Chuột mà nướng cái này quá ngon. Ở đây mùa nước nổi rồi cả nhà, chuột có mỡ lắm. Mỡ là ngon lắm. Quá ngon nhà. Ăn miếng gan đó, béo. Súng này cũng bẻ đồng luôn.
mùi nước lên là có rồi. Đây là tôm cả nhà, mình có cũng có tôm nướng đây nha. Chứ là con tôm càng xanh càng béo. Cột mà mình nướng ớt cá tới rồi cúng bà rồi.
quá lò. Quá ngon quá béo cả nhà. Chuột nước này hết sảy rồi, không quá trời. Chuột cũng đã hết rồi cả nhà. Sớm buổi đều cũng đã dậy à. Cả nhà nhớ cho mình xin một like và một lượt đăng ký nha nha. Hẹn cả nhà lại video tiếp theo, mình sẽ làm video hay hơn nữa nha. Tại mùa nước nổi này có một mình quay khó quay trên đồng, nếu mà có ai đi quay chung với mình thì lên trên đồng quay mùa nước nổi cho cả nhà xem. Thôi chào cả nhà nha.